Nam mô Phật Tát. Nam mô Phật Tát. Nam mô Phật Tát. Ông Bạch, họ tới khoảng nửa giờ rồi. Xin mời. Dạ, xin mời vào trong. Dạ. Hơi, xin chào. Nam mô Phật Tát. Nam mô Phật Tát. Nam mô Phật Tát. Dạ, xin mời vào trong. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Xin mời. Mời dùng bước. Mời đó gì vậy? Ăn chút hột dưa. Năm nay kiếm nhiều một chút. Ồ, kiếm nhiều tiền. Thật phải. Sao? Vậy thì phải ăn. Cảm ơn. Càng ly, càng ly, càng ly. Ông chủ của chúng ta đâu rồi? Lịch sử tôi để đó. Ông chủ à, bao lớn là 1.000, bao nhỏ là đồng tiền vàng. Cảm ơn nhiều. Dạ, không có gì. Dưới nhà khách khứa đến rồi à? Dạ phải, mấy nhân viên thật là tốt bụng, mới sáng sớm đã chúc Tết rồi. Chú ý à, hãy tiếp đãi họ giùm tôi trước. Tôi thay bộ đồ rồi sẽ xuống. Chú ý, năm mới kiếm nhiều chút nghe. Cảm ơn. Tôi cũng chúc ông chủ năm nay kiếm thêm mấy tỷ. Bà xã, đừng vậy mà. Em hãy nghe nói đã. Đừng có dại dột như vậy mà, bà xã. Đừng có như vậy mà. Tức quá, sau này anh không cờ bạc nữa. Qua Tết anh sẽ bỏ thiệt mà, bà xã. Em đừng anh vậy. Chỉ muốn mẹ con em không có tiền ăn Tết thôi mà. Vậy thì bây giờ không ăn nữa. Bà xã, đừng vậy mà, đừng vậy mà em. Sao vậy? Hả? Em sao vậy? Bà xã. Bé ơi. Thấy chưa? Làm con nó tức rồi kìa. Nếu làm chủ nhà thức luôn thì ngại lắm. Bà xã, số tiền là thường ngày thằng Kỷ nó cực khổ dành dụm, em đừng có lấy xài, hay là mang cầm, cũng đâu có mở cửa. Bà xã. Ngoan, đi cho má. Bà xã.
Số tiền cô để dành mua kiếm đó. Tiền ở đây là cho bốn đứa cháu của chú hai. Còn tiền lẻ ở đây đủ cho anh đón xe và mua trái cây đó. Cầm lấy đi. Anh mượn tiền xong lập tức về nha. Năm nào thím Dương kế bên cũng dẫn hai đứa con qua chúc Tết. Năm ngoái chúng ta có tiền lì xì nên con cái họ rủ con mình đi chơi. Ai ngờ năm nay tệ đến nỗi cả lì xì cũng không có một bao. Mới đầu năm mà đi mượn tiền của người ta anh thấy ngại lắm. À, thôi được rồi, thôi được, anh lập tức đi liền. Có lẽ tiệm cầm đồ vẫn còn mở cửa. Ông ngoan đi mà. Nè, ở đây có hai bao lì xì. Một bao là của má, một bao là của ba. Cầm lấy đi. Nha. Rồi mà mời bà con vô. Mời bà con vô phát tài nha, phát tài nha. Rồi mời bà con vô. Chúc mừng, năm mới phát tài, năm mới phát tài. Chúc mừng Thím Dương, chúc mừng, chúc mừng. Tới đây, tới đây. Cháu nào cũng có lì xì hết. Tới đây, tới đây. Năm mới phát tài, Thím Đinh. Năm mới phát tài. Thím Dương à, rang bánh bột trước đi. Bột cao thăng tốt lành đó. Ra đây. Cảm ơn bà nhiều lắm. Thím Đinh à. Thím Đinh. Không cần gọi nữa. Không ai trả lời tức là không có ai ở đây rồi. Rang bánh bột trước đi. Má, có phải chúng ta không có tiền phát lì xì cho nên con không được ra ngoài chơi? Tại sao lâu vậy, ba chưa về hả má? Chà, bà xã bánh bột ngon lắm đó. Đương nhiên rồi, bảo đảm tụi nó ăn đến nỗi mê luôn. Thua thì sạch túi luôn. Rồi mở nha. Rồi mở. Đặt đi. Rồi là mình đặt ra.
Rồi. Thua rồi không tới nữa. Đặt xong lấy cái tay ra nghe. Rồi, khui đi. Khui. Rồi, đôi 6 và 5, 7 điểm tay. Xong chưa vậy? Chậm chạp quá, mau lên đi. Trễ lắm rồi. Ra đây. Trời ơi, hối dữ vậy. Được rồi. Trời ơi, đám nhóc này ăn lâu vậy. Phải đó, đi thôi. Đi thôi, tới đây, bỏ lên. Má, họ đã đi rồi, con có thể ra ngoài chơi không? Hay quá. Nè con, mặc cái áo vào. Dạ. Đừng sợ, con ăn đi. Vậy con má thì sao? Lát nữa nó dẫn con đi chơi nha, chịu không? Không để ba về hả? Lát nữa nó sẽ mua cây kiếm cho con. Cây kiếm màu xanh. Con thích màu xanh mà, có đúng không? Hay quá! Mùng 6 khai trương. Má mua cây kiếm đi, đẹp lắm đó. Con hãy ngoan nha, con cầm cái này ngồi ở công viên đợi má. Má về đi. Mua cây kiếm, lấy cây màu xanh.
lỗi nha. Cô à, cô làm gì vậy? Nè, đừng chạy nha. Dừng lại. Kiện à, chạy đi. Người không tìm được người, sao nói tôi ăn cắp bóc tiền? Anh kiện tôi cái gì mới được chứ? Anh cho tôi về đi, nhà tôi còn nhiều công việc lắm. Sếp, ta hỏi được gì rồi? Cổ khai là bóp tiền đó của chồng cổ, còn cổ thì không có tiền án gì. Chúng tôi đã điều tra được bóp tiền đó là của ai. Vụ án này chúng ta không cần làm, giao cho bên thanh tra xử lý. Nè, dẫn đứa bé này đi, nhốt người phụ nữ này lại, cho cổ thay bộ đồ, rồi lấy đồ của cổ sợ mà con. Đi xét nghiệm cho kỹ. Dạ, con má mà. Em sợ, em sợ mà. Má ơi, má ơi. Cô làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Có chuyện gì? Cô cáo con tôi đi đâu vậy? Kiện à, Kiện. Phải, cho người bắt chồng của cổ về chưa? Dạ chưa. Lập tức lôi chồng của ta về. Dạ, thẩm trưởng. Dẫn đi. Đi. Bây giờ có chuyện gì chứ? Tôi phạm tội gì mà lớn như vậy? Cô tự biết mình làm gì mà. Bánh, bánh bao chỉ đây. Bánh bao chị đây. Chào ông chủ, nè mới phát tài nghe. Đứng đi Cường. Họ là... Nè, đừng chạy, đừng chạy. Anh cứu tôi với, anh cướp. Cảnh sát làm gì? Bây giờ nghi ngờ anh liên can tới vụ án cướp của giết người. Anh có quyền không nói, nhưng những gì anh nói sẽ là lời khai trước tòa. Đi nhanh lên. Tôi không có giết người mà. Không, không. Nè, anh hãy mau nói. Tôi không có ăn cắp, tôi không có giết người mà. Cô vì không có tiền cho nên đi móc túi, móc nhà ông già Kim Sơn. Xui xẻo là cô đã bị ông phát hiện được, bắt được cô. Vì muốn chạy lại không thoát, cô sợ quá tìm trong đống rác cái chai đập bể rồi đâm chết ông ta, đúng không? Tôi không có. Đúng là tôi móc túi, nhưng mà tôi không móc túi ông nhà Kim Sơn. Tôi không có giết người, tôi không có giết ông nhà Kim Sơn. Cô không nhận gì hả? Cô nói không phải cô, vậy tức là chồng cô giận rồi. Dược rồi giả bóp tiền cho cô có phải không? Có phải không? Không phải là vợ tôi giết đâu. Thật sự là tôi không biết mà. Tôi không có làm. Thật sự tôi không có làm mà. Thật sự. Coi như mày may mắn, đám ngựa chỗ sòng bài nó mày cả ngày đều ở đó. Thả nó ra. Anh à,
muốn đi nhà vệ sinh. Tôi mắc quá. Anh làm ơn đi. Sao cô không chịu hợp tác? Nếu ngoan ngoãn hợp tác á, muốn cái gì cũng được hết. Thì tôi đã khai hết rồi. Tôi không có giết người. Tôi móc túi của người đàn ông đó. Mới 30 mấy tuổi thôi. Hung thủ là ông mới phải. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Nè, anh Thành à. Hả? Anh có cảm thấy không? Hình như tối nay hơi nóng ha. À, thì mở quạt máy đi. Phải, mở quạt máy cũng đỡ. Qua bên đó. Qua bên này đi. Kiểm tra lại đồ đạc rồi ký tên. Mai mốt có gì tìm anh, lập tức có mặt nha. Dạ biết rồi. Cảm ơn. Sếp à, chừng nào vợ tôi mới về được? Nếu cổ mà về được thì anh không về được rồi. Khuya rồi, dắt đứa nhỏ về đi. Cảm ơn sếp, cảm ơn. Khuya rồi, về nhà con. Nè, thời tiết lạnh vậy, có chén cháo ăn cũng đỡ ha. Thì dĩ nhiên rồi. Nè, ngoan ngoãn mà nhận đi, muốn ăn cái gì cũng có. Mày đó, hãy mau nhận đi. Mấy người có bản lạnh thì cứ quạt chết tôi, cho tôi đói chứ. Tôi đã có bầu mấy tháng. Mấy người không cho tôi ăn, không cho tôi ngủ. Cả nhà vệ sinh cũng không cho tôi đi. Mấy người làm cho đứa con trong bụng của tôi chết. Mấy người mới là kẻ mưu sát. Cô tưởng chúng tôi muốn làm khó cô lắm sao? Cô nhìn đi. Trên bóp thì có nhóm máu A của ông già Kim Sơn và nhóm máu O của cô. Trên người của nạn nhân cũng có nhóm máu O của cô ở trên đó nữa. Cô giết người rồi còn dám chối cãi. Thiếu gì người có nhóm máu O. Người đàn ông móc túi đó cũng có thể là nhóm máu ô vậy. Lúc tôi sinh đứa con, ba bà bầu ở cùng một phòng cũng có nhóm máu ô vậy. Nè, cô đi đâu? Ngồi xuống. Nè, cô muốn chạy hả? Hãy ngồi xuống. Đừng có chạy hả? Vệ sinh. Tôi đi rồi. Đứng được đây không? Chào thám trưởng. Thám trưởng. Có chuyện nhận chưa? Dạ chưa. Tôi không có giết người. Mấy người làm gì tôi cũng không nhận đâu. Cơ mặt cô không nhận. Chúng tôi đã xét nghiệm được. Trên áo của cô ta có nhóm máu A của ông già Kim Sơn. Và đất nữa. Giống hệt mẫu đất ở trong chậu quýt ở hiện trường. Còn cái chai đâm chết ông già Kim Sơn cũng lượm được ở trong sọt rất gần hiện trường. Chúng ta đủ chứng cứ truy tố tội mưu sát của cô ta. Dạ, thám trưởng. Để tôi tự giới thiệu, tôi họ Mã. Luật sư Mã, tôi bị quan, tôi không có giết ông nhà Kim Sơn đó. Bà Đinh, hãy bình tĩnh, để tôi giới thiệu. Đây là đại luật sư Chu Thiên Sơn, là luật sư biện hộ do bên tư pháp mời cho cô. Còn tôi là trợ lý thôi.
Tôi không đi. Mấy người không thả vợ tôi thì tôi không đi. Tôi phải gặp cấp trên của mấy người. Tôi phải gặp cấp trên của mấy người. Đè, có chuyện gì hả? Dạ. À, ông Đinh này tôi quen biết, không có gì, không có gì đâu. À, cậu tìm tôi có chuyện gì? Không biết lần này vợ tôi gặp nhận xui gì. Cậu thật sự bị quan. À, được rồi, cậu qua đây, ngồi xuống. Từ từ nói, hả? Qua đây. Dạ. Bây giờ cậu nói cho tôi nghe đi. Chỉ tại tôi mê cờ bạc, thua hết tiền ăn Tết, vợ tôi mới đi móc túi gây ra chuyện lớn như vậy. Nếu như vợ tôi bị người ta treo cổ thiệt thì cả đời của tôi sẽ không yên. Bây giờ cổ đang mang bầu, tôi không muốn cổ bị người ta treo cổ. Tôi muốn giúp vợ tôi đổi luật sư khác. Tôi muốn tìm một luật sư giỏi hơn cho vợ tôi. Tôi rất hiểu. Bây giờ tuổi tác của tôi đã cao. Nếu không phải tuổi tác của tôi như vậy, tôi làm sao đứng trong giới luật sư 40 năm nay chứ? Tôi muốn nhận luôn vụ án này, rồi mới về hưu. Có phải vì nhiều tiền không? Đương nhiên là không. Cho dù tôi chỉ kiếm được một xu, tôi cũng không muốn bỏ cuộc. Bây giờ tôi lấy kinh nghiệm của 200+ vụ án để giúp người khác. Tôi muốn giúp đỡ cô. Tôi không lấy mạng sống để đùa giỡn. Hoàn cảnh bây giờ như vậy, nhà nước không đổi luật sư cho cô đâu. Cô cảm thấy có cần thiết như vậy không? Nếu như phải, tôi có thể xin về hưu sớm. Vậy ông có để tôi bị chết oan không? Bệnh chết thì tôi không bảo đảm. Trinh An, về vụ án có phát hiện mới. Bên kiện xin dời lại ngày xét xử. Phản đối. Bên kiện nên cho rằng đã có đầy đủ chứng cứ mới khởi tố bị cáo. Bây giờ lại có thêm chứng cứ mới đối với bên biện hộ là không công bằng. Tôi phản đối. Trinh An, chứng cứ mới rất có thể là chứng cứ liên quan trực tiếp đối với vụ án này. Mong Trinh An xem xét. Luật sư khởi tố, chứng cứ mới có liên quan đến cái gì? Có lẽ cảnh sát đã tìm được nhân chứng nhìn thấy bị cáo đang hành hung. Đây là luật sư khởi tố. Anh đã nhìn thấy người phụ nữ giết người phải không? Phải. Anh nói anh ở trong bếp, nhìn thấy hiện trường vụ án, thấy người phụ nữ cầm chai đâm chết ông già Kim Sơn. Có phải tôi chịu ra tòa làm nhân chứng, mấy người sẽ không kiện tôi? Anh ta phạm tội gì bị bắt vô đây? Sàm sỡm với học sinh của mình, mới có 9 tuổi.
Tôi muốn mau chóng sắp xếp ảnh nhận diện nhà ba ra tòa. Được. Phải nhận diện à? Nè, kiện anh hay không á thì phải đợi bên tòa án quyết định. Xàm sỡ trẻ em là tội nặng lắm đó. Có khi nào vì anh làm nhân chứng không kiện anh thì phải coi anh có đủ chứng cứ trong vụ án này hay là không. Nếu như anh nhận diện được thì có hiệu lực nhiều hơn. Nhưng mà cách đây lâu quá, chưa chắc tôi nhận ra. Nếu không nhận ra mấy ông sẽ khởi tố tôi à? Nhưng nhận rồi hãy tính. Có phải anh nhận diện được họ sẽ không khởi tố anh không? Anh không biết, em đừng hỏi anh nữa. Sao mà nhận diện đi? Anh chỉ thấy ông già nằm chết ở đó, đâu có nhìn thấy người nào. Nhận không ra, lỡ như bể mánh để người ta biết anh nói dối sẽ kiện anh thêm một tội đó. Bà xã, anh đã phiền lắm rồi, em đừng có lải nhải nữa. Anh à, mời vô đây. Cảm ơn. Hôm nay mời anh đến nhận diện là về vụ án cướp của giết người ở đường Thường Hoàng Vĩnh Lạc vào mùng 1 Tết 28 tháng Giêng năm nay. Nếu như anh nhận ra hung thủ hôm đó, xin mời hãy chỉ người đó ra. Là cô này. Ông Tito, vậy bây giờ ông còn nhận ra hung thủ trong vụ án này không? Tôi nhận ra. Lần trước ở sở cảnh sát tôi đã nhận. Được. Bây giờ ông hãy nhìn trong phiên tòa này. Nếu như cô ta có mặt ở đây, làm phiền ông hãy chỉ người đó. Là cô. Cảm ơn. Chánh án, tôi đã hỏi xong. Nhưng chứ, vụ án này còn luật sư biện hộ hỏi nữa. Ông Tư Đồ, ông dạy học ở một trường câm điếc, phải không? Vấn đề tôi hỏi, xin ông hãy dùng lời nói trả lời tôi. Dạ. Vào hai tây tháng này, tức là tối thứ hai tuần trước, có phải ông đã phạm tội, bị cảnh sát bắt ông về sở, có phải không? Bộ không phải tôi chịu ra tòa làm nhân chứng thì sẽ không nhắc chuyện này nữa sao? Vấn đề tôi hỏi ông, chỉ cần ông trả lời tôi, phải hay là không phải? Phải. Ông đã phạm tội gì? Nói. Sàm sỡ. Bản thân ông là thầy giáo, vậy mà sàm sỡ với một học sinh nữ 9 tuổi. Ông sợ cảnh sát khởi tố ông, cho nên ông chủ động đề nghị, nói là nhìn thấy quá trình xảy ra vụ án, chịu ra tòa làm chứng, đổi lấy điều kiện cảnh sát không kiện ông. Phải không? Phải không? Phải, phải. Cho nên tôi rất nghi ngờ sự thật trong lời khai của ông. Có một câu nói, tôi có thể hình dung hoàn cảnh giữa ông và đương sự của tôi. Không phải cổ chết thì là ông chết, đương nhiên rồi. Đối với ông mà nói, dù sao cổ chết cũng tốt hơn là ông bị người ta kiện sàm sỡ với một học sinh 9 tuổi. Phản đối. Luật sư biện hộ chỉ có quyền nói ra nhân chứng là từ một vụ án khác chuyển qua làm nhân chứng của sở cảnh sát trong vụ án này. Nhưng ông ta không có quyền nắm bắt điểm này mà công kích nhân chứng. Phản đối hữu hiệu. Ông nói, ông ở nhà
từ cửa sổ trong bếp nhìn xuống hẻm cục. Nhìn thấy đương sự của tôi dùng chai bằng miệng đâm chết nạn nhân. Xin hỏi khoảng cách ở đó khoảng bao nhiêu mét? Ông trả lời đi. Đại khái khoảng 50 mét. Là 40 mét. Chúng tôi đã đo rồi. Thưa chánh án, xin ông cho phép tôi làm một thí nghiệm thị lực của nhân chứng. Phải đúng. Thí nghiệm thị lực phải cho chuyên gia thử. Thưa chánh án, cuộc thí nghiệm này rất là đơn giản. Bồi thẩm đoàn nhìn là hiểu ngay. Chấp thuận. Cảm ơn chánh án. Cảm phiền ông tháo mắt kiến ra. Vào ngày 29 Tết, ông và bạn bè đi đá banh. Kiến cận thị của ông bị bể và phải chờ tới mùng 4. Tiệm kiến mới khai trương, ông mới làm lại. Và trong mùng 2, ông đã mượn mắt kiến của một người bạn họ Châu, số độ cũng tương tự, để đeo đỡ. Sau này, tôi sẽ mời nhân chứng có liên quan tới để chứng minh điều này. Nói một cách khác, vào mùng 1 Tết, cái gọi là ông nhìn thấy thời gian trong quá trình xảy ra vụ án, ông không có đeo mắt kiến. Phải, nhưng mà tôi cận thị nhẹ lắm. Mời ông tháo mắt kiến ra. Bây giờ khoảng cách giữa tôi và ông là 30 mét. So với cửa sổ trong bếp nhà ông và khoảng cách ở hiện trường là ít đi 10 mét. Xin ông hãy cho tôi biết. Cái này là gì? Là gì? Là một tấm hình. Ông khẳng định là tấm hình à? Phải. Trong tấm hình vẽ cái gì? Một con chó à? Một chiếc máy bay? Một đại bác? Hay là một chiếc xe? Là chân dung một phụ nữ. Người phụ nữ đang cười. Còn dùng viết đỏ vẽ thêm mắt kiến. Còn dùng viết đen vẽ thêm hàm râu. Chà, hay quá. Im lặng.